Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc lại tiếp tục cùng với quý vị và các bạn, các em đến với sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, trang 61, văn bản 3, Con đường mùa đông, Alexander Sergeyevich Pushkin. Trước khi đọc, hãy hình dung những trở ngại tinh thần mà một người độc hành trên đường lạnh vắng có thể phải đối diện. Theo bạn, để vượt qua những trở ngại đó, người ta có thể làm gì? Đọc văn bản, dịch nghĩa, xuyên qua những lớp sương mù gợn sóng, mặt trăng nhô ra, nó buồn bã rồi ánh sáng lên những khoảng trống u buồn. Trên con đường mùa đông buồn tẻ, xe tăm mã lao nhanh, lục lạc đơn điệu, mệt mỏi rung lên. Nghe có gì thân thuộc trong những khúc ca ngân dài của người xà ích, lúc là chảy hội tưng bừng, lúc là nỗi buồn tâm tịch. Không một ánh lửa, không một mái lều thấm đen, rừng sâu và tuyết ngược chiều tôi, chỉ những cột sọc chỉ đường, đơn độc rơi vào tầm mắt. Chú thích chân trang số 1, xe tam mã là xe ba ngựa kéo. Kiểu xe này có thiết kế chỗ ngồi phía sau gọn, nhẹ. Khi chạy nhanh, người ngồi trên xe có cảm giác như được bay lên. Trong văn hóa Nga, xe tam mã được nhìn nhận là biểu tượng cho nước Nga. 2. Xà ích, tức là người đánh xe ngựa. Hết chú thích chân trang trang 61. Buồn tẻ, sầu đau, ngày mai, nhi na. Ngày mai về với em yêu thương, tôi sẽ được quên mình nơi lò sưởi, được ngắm nhìn em không chán mắt. Kim đồng hồ vang lên, sẽ hoàn tất vòng quay đều đặn của mình, và xua đi xa lũ người phát ngấy, nửa đêm không rẽ chia đôi ta. Sầu lắm nhi na, con đường của tôi tẻ ngắt, bác sĩ của tôi lặng yên, thiêu thiêu ngủ, lục lạc đơn điệu, khuôn trăng mở sương. Dịch thơ, xuyên những làn sương gợn sóng, mảnh trăng mờ ảo chiếu qua, buồn rải ánh vàng lai láng lên cánh đồng buồn giang xa. Trên đường mùa đông vắng vẻ, cỗ xe tam mã băng đi, nhạc ngựa đều đều buồn tẻ, đều đều khắc khoải lòng quê. Thẻ hướng dẫn đọc lưu ý, mỗi hình ảnh âm thanh trong bài thơ vừa nhấn mạnh nỗi buồn, vừa thể hiện hoạt động không ngừng cố gắng vượt qua trở ngại. Hết thẻ hướng dẫn đọc. Bài ca của người xà ích có gì phảng phất thân yêu, như niềm vui mừng khôn xiết, như nỗi buồn nặng điều hưu. Không một mái lều ánh lửa tuyết trắng và rừng bao la, chỉ những cột dài cây số bên đường sừng sững chào ta. Thẻ hướng dẫn đọc, giữa ngoại cảnh và những hình ảnh xuất hiện trong tâm tưởng có sự tương phản như thế nào? Hết thẻ hướng dẫn đọc. Ôi buồn đau, ôi cô lẻ, trở về với em ngày mai, nhi na, bên lò lửa đỏ, ngắm em, ngắm mãi không thôi. Thẻ hướng dẫn đọc, lời than, ôi buồn đau, ôi cô lẻ, kết nối tâm tưởng nhân vật trữ tình với ai, ở đâu. Hết thẻ hướng dẫn đọc. Kim đồng hồ kêu tích tắc, xoay đủ những vòng nhịp nhàng, và xua lúc người tẻ ngắt, để ta bên nhau trong đêm. Sầu lắm nhi na, đường xa vắng, ngủ quên bác xà ích lặng im, nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm, sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng. Thẻ hướng dẫn đọc, những hình tượng thơ đã xuất hiện trong bài được điểm lại như thế nào? Hết thẻ hướng dẫn đọc. 1826, Thúy Toàn dịch, Alexander Pushkin, tuyển tập tác phẩm thơ Trường Ca, nhà xuất bản Văn Học, Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 1999, trang 64-65. Thanh Tùng diễn đọc. Alexander Sergeyevich Pushkin, sinh năm 1799, mất năm 1837, là người đặt nền móng cho văn học hiện thực Nga thế kỷ thứ 2, thế kỷ thứ 19. Người đặt nền móng cho văn học hiện thực Nga thế kỷ thứ 19. Sinh ra trong một gia đình trí thức quý tộc lâu đời, Pushkin sớm bộc lộ thiên hướng văn chương, bắt đầu sáng tác thơ văn từ khi lên 7-8 tuổi. Pushkin đã tổng hòa được những gì tinh túy nhất của văn hóa dân tộc, nhân loại và thời đại để trở thành người duy nhất nói tiếng nói mới, tiếng nói toàn nhân loại trong văn học Nga thế kỷ thứ 19, theo Fyodor Dostoevsky. Vì những vần thơ ca ngợi tự do, chống lại chế độ nông nô chuyên chế của chính quyền Nga hoàng, Pushkin bị đẩy xuống phương Nam năm 1820-1823
rồi lại bị đẩy ngược lên một trang trại hẻo lánh ở phương Bắc 1824-1826. Đến giữa năm 1826, Pushkin mới được mãn hạn đi đày. Ông qua đời năm 1837 sau một cuộc đấu súng. Phía góc bên phải màn hình của chúng ta là chân dung nhà thơ Pushkin, tranh chân dung của Orestes Kiprensky 1827. Thanh Tùng diễn đọc. Chú thích chân trang, trang 63. Chế độ nông nô chế độ chuyên chế được thiết lập trên nền tảng quyền sở hữu của địa chủ đối với nông dân được xem như tài sản. Hết chú thích chân trang. Pushkin đã để lại một di sản vô giá ở nhiều thể loại văn học, song trước hết, ông được xem là mặt trời của thi ca Nga, có cống hiến lớn nhất trong thơ trữ tình với hơn 800 bài thơ đặc sắc. Ngôn từ trong thơ trữ tình của Pushkin bao giờ cũng chính xác, giản dị, trong sáng, hàm xúc. Những sắc màu, hình ảnh, âm thanh trong thơ của ông không chỉ thể hiện tâm trạng mà còn chuyên trở những vận động ý thức của nhân vật trữ tình, hướng tới hóa giải những khúc mắc trong lòng người để cuối cùng đạt tới một xúc cảm cân bằng, hài hòa đến kỳ lạ. Thơ Pushkin tràn ngập tinh thần nhân văn, vừa cao cả vừa trần thế, vì vậy mà có sức lay động tâm hồn mãnh liệt đối với người đọc mọi dân tộc, mọi thời đại. Tháng 12 năm 1825, một cuộc khởi nghĩa do đông đảo những người tri thức, quý tộc, tiến bộ, lãnh đạo chống lại chế độ nông nô chuyên chế đã nổ ra rộng khắp trên nước Nga. Đầu năm 1826, cuộc khởi nghĩa bị Nga Hoàng dập tắt. Vào mùa đông năm ấy, nỗi buồn riêng của nhà thơ ở nơi đài ải, nỗi buồn chung của nhân dân sau thất bại của cuộc khởi nghĩa, cùng ý chí và khát vọng vượt qua những giây phút tủi buồn trong hành trình cuộc sống riêng tư cũng như của dân tộc, đã trở thành nguồn cảm hứng để Pushkin sáng tác nên bài thơ Con đường mùa đông. Hướng dẫn đọc. 1. Nhan đề bài thơ Con đường mùa đông gửi cho bạn những liên tưởng gì? 2. Những hình ảnh trăng, cột sọc chỉ đường và âm thanh tiếng lục lạc, kim đồng hồ kêu tích tắc trong bài thơ đã diễn tả mâu thuẫn giữa nỗi buồn với ý thức vận động vượt qua trở ngại của nhân vật trữ tình trên con đường mùa đông như thế nào? 3. Xác định những hình ảnh hoạt động tương phản trong khổ thơ 4. Nhân vật trữ tình xuất hiện ở khổ thơ này có còn chìm trong cảnh vật u buồn nữa không? Tại sao? 5. Xác định không gian, thời gian tâm tưởng của nhân vật trữ tình trong hai khổ thơ 5, 6. Hãy hình dung nhân vật trữ tình được tận hưởng những gì và tiếp tục đấu tranh với nỗi buồn ra sao? 5. Những hình tượng xe tam mã, bài ca của người xã X, mái lều, ánh lửa, nhi na có ý nghĩa thế nào đối với hành trình tâm tưởng của nhân vật trữ tình trên con đường mùa đông? 6. Nêu nhận xét về những hình tượng thơ được điểm lại trong khổ thơ cuối. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về cách lấy lại cảm giác bình yên trên những con đường mùa đông trong cuộc đời. 7. Bạn có nhận xét gì về cấu tứ của bài thơ? Hãy liên hệ với một bài thơ khác có cùng kiểu cấu tứ này mà bạn biết. Kết nối, đọc, viết. Viết đoạn văn khoảng 150 chữ về một hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng mà bạn cho là đặc sắc nhất trong bài thơ Con đường mùa đông. Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học là kiến thức văn học không bị xuyên tạc. Trân trọng, mến chào.